Xin chào các bác đến với channel của Nhất Huy Auto. Hôm nay bên em tiếp tục về một mẫu xe mới là CX5 2.5 2018. Các bác hãy chiêm ngưỡng em nó đi ạ. Màu đỏ tươi tắn rực rỡ luôn để tránh dịch Covid luôn. Bên em đang giá bán thì vẫn chưa bật mí. Các bác hãy liên hệ với bên em Nhất Huy Auto để biết thêm chi tiết thêm. Tiếp theo em CX5 thì đằng sau là hai em đây là em Mazda 2 2018 trắng nõn nà luôn, xe mới chạy chỉ có 6 vạn cây, đăng ký là biển tỉnh. Bên em đang chào bán em này là 505 triệu. Bên cạnh Mazda 2 thì bên em lại có một em K3 máy 2.0 biển thành phố luôn, xe mới chạy chỉ hơn tầm 5 vạn 2. Bên em đang chào em này là 515 triệu. Lại một em màu đen nữa sau khi em túc sơn đỏ cập bến. Bên em đây là em túc sơn nhập khẩu nguyên chiếc máy 2.0. Bên em đang chào em này là 770 triệu. Bên cạnh một em phân khúc cao thì lại có một em phân khúc rất tầm thấp, phù hợp với giá tiền của mọi người. Đây là em Sedento 2010 nhập khẩu nguyên chiếc từ Trung Đông. Mặc dù là cái tình hình dịch bệnh nó rất hết sức là căng thẳng và phức tạp, nhưng mà này bên em lại rất nhiều những mẫu xe mới được về để phục vụ các bác, tăng sự an toàn trên mọi nẻo đường. Đây là em CX5 đời 2014 máy 2.0. Bên em đang chào em này giá hết sức là hợp lý với giá là 635 triệu. Rất tiếc cho những bác đã đến sau. Đây là em Mazda 2 2016 thì bên em mới bán cho một cô gái đến từ Triều Châu đấy. Đằng sau em CX5 thì đây là em CRV, phân khúc 7 chỗ, đi rất là bon. Bên em đang đời, con này là đời 2015, thì máy 2.0 thì bên em đang chào là 725 triệu. Em này là em Camry đời 2008 2.4G, với tầm giá trên 400 triệu mà muốn sự sang trọng và đẳng cấp thì các bác hãy đến với em để bốc em này về ngay. Bên em đang chào và bán em này chỉ 450 triệu. Và cuối cùng xin giới thiệu với các bác chốt hạ một em Santa Fe 2016 máy 2.2 bản tiêu chuẩn, máy dầu. Hiện tại em này mới chạy chỉ 5 vạn 7 và bên em đang chào với mức giá hết sức là hợp lý là 898 triệu. Với tiêu chí chất lượng cũng như dịch vụ của bên em thì bên em cam kết với các bác là xe không tai nạn và không ngập nước. Cam kết về dịch vụ, bên em sẽ cam kết chọn xe, tư vấn xe theo yêu cầu của các bác và tìm xe theo sở thích cũng như phong thủy của bác trong vòng 7 ngày và hỗ trợ thủ tục vay trả góp ngân hàng tối đa 75% giá trị xe. Các bác hãy đến với bên em Nhất Huy Auto để gửi chọn niềm tin. Bên em sẽ tiếp sức với các bác trên mọi nẻo đường. Em xin cảm ơn.